Hello tất cả đám nha và chào Monodo quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây. Và chào Monodo quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi đứt chân lý mùa 6 nào. Thì chọn anh em mình xin được phép gửi tới cho được cái meta hiện tại đang rất là mạnh luôn nha. Còn hot hay không đó chính là tự anh em vào kiểm chứng rồi. Tùy trận đấu thôi anh em ơi. Ở trận đấu đó có nhiều người chơi á thì là nó hot, còn trận đấu đó mà không có ai chơi á thì đó là top 1 của anh em rồi đó. Tại vì chơi mà bị giành tướng á thì khá là khó lên được 3 sao á. Nên anh em hãy lựa cái trận nào mà bài nào mà ít người chơi á thì anh em hãy chơi nha. Tại vì mình đăng rất là nhiều bài meta rồi. Slowroy cũng có nè, Hyperroy cũng có nè, cũng như là carry tướng 4 5 vàng hoặc là chơi những cái chiến thuật khác á nó cũng có hết nha. Nên anh em hãy tùy vào trận đấu mà tùy được cái đồ hình mà mình muốn chơi nha. Tại vì đừng có spam là thứ nhất nào, với lại là đừng chơi giống bài người ta chơi. Nó sẽ khá là khó để lọt top với lại là top cao á. Anh em mà cố gắng một gọi là lựa cái bài này mà ít người chơi ha. Ít người chơi ở trong trận đấu đó nha. Với lại là đồ phù hợp và không spam. Đó thì anh em sẽ leo rank vù vù thôi. Đây là một cái gọi là cái góp ý cá nhân của mình thôi nha anh em ơi. Còn nó là tùy thuộc vào tình huống của anh em thôi nha. Ok, trận ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới cho anh em cái bài meta đó chính là Heimerdinger Carry. Bài này phải gọi là chơi cực kỳ dễ luôn á. Tại vì nó cũng là slow roll á. Tướng 1, 2, 3 vàng á. Thì bắt buộc luôn rồi ha, phải là 3 độ chuẩn với lại là 3 sao thì mới top cao được ha. Còn mà muốn mà lọt top á thì rất là dễ luôn, anh em chỉ cần ra gọi là đồ chuẩn sớm nè, xong rồi snowball sớm được á là vào top cực kỳ dễ luôn. Còn top 1, top 2 hay không á là phải 3 sao với lại là đồ chuẩn. Thì đồ chuẩn của con Heimerdinger này là cái gì? Thứ nhất á là phải có blue, còn hai món kia á anh em có thể ghép phép hoặc là ghép hồn mana đều được. Blue là phải có nha anh em ơi, tại vì con Heimerdinger này cần blue để nó spam skill liên tục á. Còn nếu như mà không có blue á thì nó hồi mana cũng không có lâu cho lắm, nhưng mà nó sẽ không được tối ưu hóa cái lượng sát thương của nó. Thì combo mà mình thường hay đi chung cho con Heimer này đó chính là blue găng bảo thạch với lại là vô cực cơ, còn không là blue găng bảo thạch với lại là kiếm súng, hoặc là như cái trang bị này mình đang có là chính là cái gì khổng lồ á. Tại vì cái meta hiện tại là những con carry của mình á, mình đều cố gắng ưu tiên ghép cho nó một cái gì khổng lồ, như là con Fiora nè, Zone nè, rồi Ugot nè, rồi nói chung là con này mà carry á, là mình ghép hết tàu quýt các kiểu nữa anh em ơi. Thì nó sẽ khá là mạnh lúc mà về late game, còn về đầu game hay là giữa game á, thì ghép cái gì này nó không mạnh cho lắm nha. Tại vì về late game á, thì người ta mới có nhiều máu với lại là ghép đồ lên được 3 sao nhiều quá, thì cái gì này nó mới gọi là phát huy được hết sức mạnh. Ok, cái bài này nên chơi khi nào? Cái bài này nên chơi khi mà anh em ra pháp sư sớm là thứ nhất nha, ra nhà phát minh sớm là thứ hai, hoặc là ra cái giết đồ sớm ngay từ rau 2.1, 2.2 hoặc là 2.3, hoặc là ra con Heimer sớm á thì anh em nên chơi. Và còn một trường hợp nữa đó chính là ra đồ sớm mà không ra tướng á, thì anh em có thể là chơi bằng những con tướng nào đó khác đép máu, xong rồi có thể lên level 6, level 7 rồi từ từ kiếm Heimerdinger và thay đổi đồ nha. Thì đó là một góp ý cá nhân thôi. Thì trước khi mình làm á thì mình sẽ để một cái link ảnh đồ hình chuẩn ở phía dưới. Cái đồ hình chuẩn đó chỉ để tham khảo thôi nha, tại vì nó sẽ không liên quan đến biến hệ, không liên quan tới lỗi, và cũng như là không có cần một cái búp nào mà nó ảnh hưởng tới cái đồ hình đó. Và cái đồ hình đó chỉ là để tham khảo thôi nha. Chắc chắn rồi, khi vào chọn anh em sẽ có rất là nhiều cái biến số khác nhau, như là lỗi nè, hoặc là đi chợ, hoặc là thì vàng các kiểu á, thì nó sẽ biến tấu ra cho anh em một cái đồ hình khác. Hoặc là tùy thuộc vào trận đấu anh em có ra tướng với lại là đồ hình của team bạn ra sao thì anh em nên đổi cho nó phù hợp hơn. Nên là mình mới nói rồi, cái đồ hình mà mình đưa ra ở đây đó chính là đồ hình tiêu chuẩn thôi nha, và để tham khảo thôi. Nên là anh em mới cố gắng chơi theo từng trận đấu ha. Tại vì trận này mình không ghép kiếm súng á, nên mình lấy cho nó là một cái hồi phục cơ bản từ cái lõi nha anh em ơi. Cái vũ trụ rồi nè, mình gây sát thương là nó hồi lại máu, nó cũng khá là ngon. Với lại là hồi nãy mình lấy được thêm một cái lõi chính là free roll xong ở vòng đấu nữa, rất là thích hợp cho những cái đồ hình nào mà roll tướng 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng, 3 sao ha. Thì cái lõi này khá là mạnh luôn. Hơn nên mà trận này lấy được cái đó luôn. Ok, Heimer 2 rồi nè. Tại vì sao mà mình là ra giết đồ trước thì mới nên chơi, vì nó sẽ cho anh em một cái lượng tiền kinh tế khá là đáng kể ở level đầu, với lại là rất là có khả năng cao á, nó rớt ra Heimer liên tục. Tại vì ba giết đồ nó sẽ cho anh em một con tướng giết đồ sau mỗi round, và nó không có tỷ lệ gì mà ra tướng nào đó, nó thích ra con nào là nó ra. Tại vì mình đã có chọn là level đầu á, ba level đầu mình ra giết đồ ra 2.1, mà ba level đầu nó ra cho mình là hai con vết với lại là một con Heimer. Nó không ra dít, không ra lulu, không ra chitana luôn, nên nó thích ra con nào là nó ra nha anh em ơi. Chứ nó không phải tỷ lệ theo là tướng 1 vàng xong rồi tới tướng 2 vàng rồi mới tới tướng 3 vàng đâu. Nó thích ra gì là nó ra thôi.
thì cái đội hình chuẩn của cái bài này nó sẽ có chắc chắn rồi hơn nên mà đó chính là nhà phát minh và giết đồ. Và cuối về lay game anh em sẽ đi chung với thuật sư và học giả. Còn Hemo này nó có hai cái bắp chính, đó chính là cái giết đồ với lại là học giả. Còn cái nhà phát minh thì anh em bỏ vào kích bắp thêm mấy con bò với lại là con gấu thôi. Còn cái quan trọng là phải cái học giả này nè, hồi mana nha. Cái lượng mana của Hemo là 50, anh em phải cho nó cái blue nó hồi một phát là 30, xong rồi lột 20 chứ, và thêm học giả nữa. Và cái này khá là quan trọng, anh em nên chơi và ưu tiên chơi cái bài này khi nào mà cái ấn của cái nhạc, cái ấn của gì ta, thần tượng anh em à, nhiều khi chơi game nó bị lú, nó quên luôn cái tên thần tượng nha, ở O3 với lại là O4 mà ở trong góc thì nên ưu tiên chơi cái bài này với lại là bài Seraphim Carry mà hôm qua mà mình mới đăng thôi. Ok luôn, hay mở ra 4 con nè. Cái bài Seraphim Carry ngày hôm qua đi chung với thuật sư và thần tượng và cái bài Heimerdinger Carry này là cách chơi nó khá là giống nhau, nhưng mà cái lối chơi nó sẽ gọi là phụ thuộc vào đồ với lại là trận đấu đó anh em xanh lúc đầu game hay không. Tại vì Seraphim Carry cái form đội hình nha anh em ơi, nó cũng giống y hệt cái bài này là thứ nhất nè, nhưng mà nó phải cần lên level 8 và kiếm được full tướng 4 vàng 2 sao thì nó mới mạnh được. Còn cái form bài này chỉ cần roll đến level 7 thôi nha, kiếm Heimerdinger 3 sao và những con khác 3 sao một chút thôi là ok nha. Xin kịch 3 luôn. Ở trận này mình ra được cái free roll đó, nên xin kịch nó ra cho mình khá là nhiều nên mình nâng cấp 3 luôn, chứ thật sự là cũng không cần cho lắm. Anh em nâng được thì anh em nâng thôi. Ui, Seraphim 2 con nè. Cái ô thần tượng á mà ở tầm O3 và O4 ở trong góc thôi nha anh em ơi, là rất là hợp lý để chơi cái bài này. Và thêm một cái bài nữa là Seraphim Carry mình mới đăng ngày hôm qua, anh em được chưa xem thì có thể ghé qua lên kênh của mình xem nha, mình đăng rất là nhiều vít meta rồi đấy. Mỗi ngày thì nếu như mà anh em vào xem và chưa biết lịch của mình thì xin chào anh em, mình là Biosugi và lịch đăng của mình đó chính là 2 vít mỗi ngày, một vít về meta và một vít là về đồ dị. Mình không đăng 2 meta hoặc là 2 đồ dị mỗi ngày, nó sẽ làm gọi là bội thực anh em. Nên mình đăng gọi là xen kẽ ra để cho anh em vừa có giải trí được nè, anh em vừa có thể leo răng rồi nè. Thì nếu như mà anh em là xem ta hay và thấy có ít á, hãy đừng quên để làm một like lên cái kênh ủng hộ cho mình nha, động lực rất là lớn luôn. Tại vì mình biết là rất là nhiều anh em gọi là không có thời gian để đọc những cái phiên bản cập nhật, hoặc là không có thời gian để xem những cái thay đổi mà quan trọng của game này thì mình sẽ là người thay anh em đọc nó, thực hành nó và cũng như là gửi tới cho anh em những cái bài mà mạnh nhất trong meta này để anh em khỏi phải tốn thời gian hơn. Anh em đừng quên để lại một like ủng hộ cho mình nha, động lực cực kỳ lớn luôn để mình làm những video chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Rồi, hiện tại đồ của Hemo mình khá là chuẩn, có một cái Neko nữa và hiện tại là mình có 5 con Hemo rồi, 4 con chứ anh em nhầm. Đồ tăng thì bà này anh em sẽ có 2 con tăng chính, một là Tarik, hai là Stingit nha. Còn nếu như mà anh em quá hơn ở tầm level 7, level 8 này mà vừa roll con Hemo này mà nó ra con dây si thì anh em bán luôn con Stingit cho mình đi. Bán luôn con Stingit cho mình nếu như mà nó chưa lên được 3 sao nha. Còn 3 sao như mình rồi thì anh em có thể chơi luôn. Rồi, khá là đẹp. Mình bỏ Seraphim với lại Tarik vào để kích cái thần tượng nè. Thần tượng này là nó gây thêm được 20% đam với lại là hồi 5 mana mỗi giây rất là mạnh cho HM luôn. Spam skill được liên tục anh em ơi, thấy không, thấy không? Đấy, bắn liên tục mà. Trận này có Neko mà, chắc chắn là lên rồi gì nữa. Anh em thấy không, cái búp học dễ với lại là cái thần tượng này đi chung với con HM cầm blue này là nó hồi mana ghê lắm. Nó spam skill liên tục luôn. Nhà máy tái chế phước lành vũ trụ và độc hành nè. Lấy cái phước lành đi anh em ơi, độc hành thì không ngon cho lắm. Mình hiện đang có hai cái phước lành nha, một cái phước lành cấp 1 và là cái phước lành cấp 2. Cái trận này thì mình không ghép kiếm súng á là tại vì nó có cái phước lành cấp 1 từ đầu game rồi, nên mình mới nói anh em là lắp đồ với lại là chơi đồ hình như thế nào thì nó tùy thuộc vào lỗi và là ấn. Lần này mình roll được con sinh nghịch 3 nó cũng khá là ảo ma đấy. Không đùa đâu. Khi mà chơi cái đồ hình này anh em sẽ
cố gắng anh em xoay chuyển giữa 4 học giả nè, 6 học giả nè và 5 nhà phát minh hoặc là 4 thuật sư nha. Là giả bộ anh em ra biến hệ gì á thì anh em phải cố gắng ưu tiên chơi theo cái hệ đó biến nè. Nếu như mà lỗi nó ra gọi là thuật sư á thì anh em hãy kích 4 thuật sư. Còn nếu như mà lỗi nó ra học giả á thì anh em kích thêm 4 học giả. Còn nếu như mà lỗi nó ra nhà phát minh á thì anh em kích 5 nhà phát minh nha. Cố gắng chơi tùy thuộc vào tình huống nha anh em nha, chứ đừng có spam máy móc nó sẽ gọi là sao ta, hãy chơi game chứ đừng để game nó chơi mình. Câu này mình nói rất là nhiều lần rồi, hãy cố gắng chơi game chứ đừng để game nó chơi mình nha anh em. Game nó chơi mình là hỏng người đấy. Ok. Cái phước lành này nếu như mà anh em gây thêm sát thương mà với cái lượng máu đang đầy á thì nó sẽ chuyển thành một cái lớp giáp khá là mạnh. Con Hemro nãy giờ không ra được con thứ 4. Ở đây con thứ 5 luôn rồi. Đây, giờ rồn 2 barrel liên tục mới lên được một con. Khổ thật ấy. Đồ này thì hai cung gỗ lần à. What the. Để Seraphine thôi anh em. Cũng mạnh đấy, lúc carry cũng mạnh đấy. Thì mở đâu rồi? Sao lúc đầu ra được nhiều mà giờ nó ra ít gì ta? Cái đồ này thì mình bỏ thêm con Tamkin về là vẫn được nha. Thích thì bỏ vào thôi anh em ơi. Tăng cơ mà. Tarit à? Tarit nãy giờ roll nó còn thấy ra nhiều không con Hemo là thế nào ta? Cái trận này là mình có hai cái Nerko nha. Rồi thêm một cái free roll mỗi round nha. Mà nó còn gọi là roll khó như vậy á. Đúng là nhân phẩm mà. Round 5 chấm rồi chưa lên được tướng 3 vàng 3 sao nữa. Hơi là trận này mình gọi là ra sớm với lại đồ chuẩn mình mới đếp được máu á. Chứ thôi là cút sớm hả? Như trận này là cũng có nhiều người giành tướng hay sao á, nên mờ khó lên ha. Trận này mình thấy sơ qua là có hai người giành hay mờ nè.
nó khó lời một chút. Ok, thiếu đồ thì phải làm gì? Lấy cái gang hắc đồ cho nó lẹ. Nice up. Thì M3 rồi, cái này là mình có hai cái nơi cô ở nhà anh em. Cái này là mình có hai cái nơi cô ở nhà nên mình mới lên được dễ gì á, chứ thôi là trận này cũng hơi bị đau đầu đấy. Run không ra là cũng hơi bị đau đầu ấy. Đấy, bỏ tam kim về là hợp lý anh em, mà bỏ tam kim về là hợp lý. Một trận có ngay một cái mảnh đồ chất lượng. Samurai Kari mà chưa lên được 3 sao cũng hơi yếu anh em à. Mà tính ra ông này cũng mạnh phết chứ bộ, level 7 hơn 50 vàng cũng như là máu còn khá là nhiều. Sự quan sắp 3, Tà Lon sắp 3, Samurai ông đang nuôi 3 luôn kìa. Ông lên được 3 con này 3 sao thì mình cũng hơi mệt đó nha. Một tăng kia nuốt rồng quả trời. Ra đồ này thực sự là cũng không có phải xấu mà cũng không có phải đẹp lắm anh em ơi. Nói chung là xài tạm được thôi chứ không có xấu cũng như là không có đẹp. Tại vì mình có công sinh kịch 3 sao mà chưa có đồ á. Mang cái này thì nó cũng tạo được một cái lượng dép khá là ok với hai cái dây chuyền luôn á. Đồ hình này của mình cũng ổn rồi đấy, nhưng mà thích thì có thể tích tỷ lại lực level 9 luôn á ha. À, trong kịch tham lam vậy luôn một phát ba con tướng đế chế mà luôn một phát ba con tham lam quá. Hôm nay April carry à, rất là lâu rồi mình chưa thấy ai đánh April mà carry á, tại vì đam nó khá là tù anh em, mà đam khá là yếu luôn á, và lay đánh không nổi, và lay bắn như là mũi chích inox có thật, bắn yếu xìu luôn. Này bỏ tam kênh vào là cái đồ. Bỏ tâm kinh vào là cái đồ, hai món đồ nè. Cô ba luôn à. Ông này được một cái lỗi khá là ngon, đó chính là mang hai món được ba món á, nên đồ hình của ổng hầu như đang là full đồ hết rồi anh em ơi. Mạnh vãi đái ạ.
Úi xời, cái đồ hình mà liên quan tới thuật sư nè, liên quan tới thần tượng nè, hoặc là nhà phát minh đấy nha. Là đồ hình đó nó có rất là nhiều khống chế cứng là thứ nhất, với lại là nó hồi máu cover rất là tốt luôn. Đây là điểm mạnh của cái đồ hình thuật sư, với lại là nhà phát minh nha. Thần tượng nữa hơn em ơi, rất là nhiều khống chế cứng, cover rất là tốt. Úi xời, tài lon bà. Ok, ông này lên được con Siwan 3 với lại là con Samira 3 thì cũng hơi tởm đấy. Mong là mình thắng trước khi là ông lên. Đang thiếu một học giả hả? Siwan 3 thiệt luôn kìa anh em. Giờ ông chỉ còn đúng mỗi cái Samira 3 thôi á. Ông lên được nữa thì cũng hơi căng. Siwan cũng trâu, cũng mạnh đấy. Nuốt liền chứ anh em, có đồ liền chứ. Đồ nó về nhà mình rồi. Ok, lên level 8 thôi. À lộn, lên level 9 thôi. Yumi ngon luôn, bố học giả. Đội hình mắc binh luôn. Giờ chắc ông này Samira 3. Úi xời, Samira còn chưa 3 nữa thì thôi, do nghỉ chơi rồi bạn ơi. Đội hình mình là mắc binh lắm rồi. Samira còn chưa 3 nữa thì thôi chứ. Đi luôn. Win rồi đấy, win rồi đấy. Trổ nó không, Siwan kìa. Ok, vậy GG tất cả anh em nha, tại mình đang hẹn lần sau. Hãy chắc rằng nhấn like và sự ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.